không nghe có vẻ phức tạp, nhưng chúng ta có thể tìm hiểu về nó thông qua hai công cụ rất hữu ích. Thứ nhất, đó là 10 nhu cầu cơ bản của con người, bao gồm có ăn, ở, mặc, đi lại, giải trí, tình dục, trải nghiệm, học tập, kiếm tiền và giao lưu. Tuy nhiên, ở mỗi người và mỗi thời điểm thì thứ tự ưu tiên của những nhu cầu này lại rất khác nhau. Chúng ta hãy cùng nhìn vào tháp nhu cầu để hiểu hơn về nó. Ở mức cuối cùng, ở mức đáy, đó là nhu cầu tồn tại, để chỉ những nhu cầu mà chúng ta phải được đáp ứng để có thể tồn tại. Đó là nhu cầu ăn, ở, mặc. Giống như là có câu, có thực mới vực được đạo, thì trước khi làm bất cứ điều gì thì chúng ta phải no bụng đã. Tiếp đến là nhu cầu an toàn. Khi mà chúng ta đã no bụng rồi, chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, thì chúng ta còn mong muốn được cảm thấy an toàn, không bị rình rập bởi bất cứ một cái mối hiểm nguy nào về thể chất cũng như là tinh thần. Nhu cầu thứ ba, ở nước thang thứ ba, đó là được công nhận. Ở mức này thì chúng ta mong muốn được mọi người tôn trọng, công nhận chúng ta. Và ở mức cao nhất, đó là nhu cầu thể hiện quyền lực. Thì ở mức này thì chúng ta mong muốn mình là một con có địa vị, có quyền lực mạnh mẽ. Chúng ta hãy cùng lấy một ví dụ để hiểu hơn về hai công cụ này. Ai cũng có nhu cầu đi lại. Tuy nhiên thì khi còn là sinh viên, bạn không muốn đòi hỏi quá nhiều. Bạn chỉ cần có một chiếc xe đạp có thể đi được đến trường, đã là tốt rồi. Khi bạn ra trường, bạn có nhiều tiền hơn, bạn lại mong muốn có một cái chiếc xe có thể đi tốt hơn, bền hơn, bởi vì xe đạp thì thi thoảng lại bị hỏng hóc. Thế là bạn mua cho mình chiếc xe số. Khi mà bạn có nhiều tiền hơn nữa, bạn thành công hơn sự nghiệp, thì bạn lại muốn có một chiếc xe mà mọi người nhìn vào có thể đánh giá cao về bạn và tôn trọng bạn. Thì lúc đó bạn lại muốn mua một chiếc xe Airblade hay là một chiếc SH thật là cool ngầu. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một ví dụ nữa để xem chúng ta có thể ứng dụng hai công cụ này như thế nào trong việc viết quảng cáo. Hãy giả sử bạn là chủ của một shop kinh doanh về giày cho phụ nữ độ tuổi từ 22 đến 28 tuổi. Những người này có thu nhập từ 7 đến 10 triệu mỗi tháng. Nhìn vào hai công cụ phía trên thì chúng ta có thể rút ra ba cái nhu cầu mà họ đang là nhu cầu cấp thiết nhất với họ. Đó chính là, thứ nhất là nhu cầu tình dục. Họ đang mong muốn tìm một người bạn đời, một người chồng rất là tốt cho mình. Nhu cầu thứ hai là nhu cầu sự nghiệp. Lúc này thì họ đang mong muốn có một sự nghiệp vững chắc, có một công việc ổn định. Nhu cầu thứ ba đó là nhu cầu trải nghiệm. Bởi vì họ vẫn còn trẻ, họ vẫn mong muốn được đi du lịch, được đi khám phá những cái miền đất mới. Nhìn từ những nhu cầu này mà bạn có thể biết được những cái hướng viết như thế nào sao cho phù hợp với cái nhu cầu của họ. Bạn có thể viết theo ba hướng như sau. Thứ nhất, khi bạn có một đôi giày đẹp thì tất nhiên ngoại hình của bạn cũng sẽ nổi bật và thu hút hơn. Điều này sẽ giúp bạn tìm được một người chồng ưng ý hơn. Thứ hai, khi có một đôi giày đẹp thì bạn tự nhiên sẽ cảm thấy tự tin hơn và điều này sẽ giúp công việc của mình suôn sẻ và thuận lợi hơn. Thứ ba, khi có một đôi giày êm và đẹp thì bạn có thể thoải mái chạy nhảy, thoải mái trải nghiệm ở những miền đất mới mà bạn mong muốn. Vậy là hôm nay bạn đã hiểu được hơn về hai công cụ liên quan đến nhu cầu của khách hàng. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu, vậy thì khách hàng còn có nhu cầu gì về sản phẩm? Họ mong muốn sản phẩm như thế nào?